Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị thân mến, bão chồng lũ đang ngập tới Trung Quốc, hết lũ lụt rồi đến bão và tin bão mới nhất Trung Quốc phát động báo động đỏ đối với bão số 2. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, cơn bão số 2 ở Trung Quốc trong năm nay sẽ di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ từ 40 đến 50 km/h trước khi đổ bộ vào các khu vực ven biển ở giữa thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Trung Quốc ngập nặng trong biển lũ do mưa bão tấn công dữ dội. Theo Reuters cho biết, con số thương vong vẫn không ngừng gia tăng sau khi siêu bão mạnh nhất nhiều thập kỷ qua đổ bộ miền Đông và miền Trung Trung Quốc kèm theo mưa to, gió lớn. Trong suốt gần 3 ngày qua, khoảng 138.000 hộ gia đình sống trong cảnh cúp nước, trong khi 24.000 hộ bị mất điện. Cơn bão khiến mực nước ở 200 con sông thuộc các khu vực này bị tràn bờ, trong đó có các con sông lớn như sông Trường Giang, Hoàng Hà, Thái Hồ, nghiêm trọng hơn là đê vỡ tại 50 con sông gây ngập lụt trên diện rộng. Hơn 12.500 ngôi nhà bị hư hại. Theo ghi nhận, trận mưa lớn cũng đã gây ra khoảng 140 vụ lở đất ở các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây. Số người thiệt mạng cao nhất được ghi nhận ở tỉnh Giang Tây và ít nhất 28 điểm dọc theo sông Trường Giang. Con sông đi ngang qua nhiều thành phố lớn của nước này đã làm ảnh hưởng tới 500.000 người dân, khiến hàng chục nghìn người phải di rời chỗ ở khẩn cấp. Ước tính thiệt hại khoảng 490 triệu nhân dân tệ, tương đương 1.628 tỷ đồng. Đã có ít nhất 18 người thiệt mạng ở khu tự trị dân tộc Dao, Vĩnh Châu, Hồ Nam, trong đó có một người mẹ bị nước cuốn trôi cùng hai con nhỏ. Một trong hai đứa trẻ này được xác nhận thiệt mạng vào ngày hôm qua, trong khi đứa trẻ còn lại vẫn mất tích. Hàng ngàn cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và binh sĩ tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân có thể bị mắc kẹt trong trận lở đất và lũ lụt do ảnh hưởng của bão, trong khi hy vọng tìm thấy người sống sót giảm dần. Theo đài Sinan News, những người sống sót mô tả nước lũ dâng cao nhanh chóng lên đến ngực trong khoảng 1 giờ đồng hồ vào ban đêm, khiến người dân không thể sơ tán đến vùng cao. Nhiều người thiệt mạng ở phía Nam Trung Quốc là người cao tuổi. Một nhà điều hành tàu điện cho biết 10 đoàn tàu và 120 toa tàu bị hư hại khi mực nước tăng cao khoảng 4 mét. Các nhà chức trách kêu gọi người dân thận trọng tại khu vực gần các con sông có mực nước dâng cao và cảnh giác nguy cơ xảy ra nhiều vụ lở đất nữa. Quá trình đánh giá thiệt hại sau bão vẫn tiếp tục. Bên cạnh đó, mưa lớn và dông bão đang tàn phá khắp Trung Quốc, khiến hàng chục người thiệt mạng, gây thiệt hại kinh tế ước tính 25,9 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,87 tỷ đô la Mỹ. Truyền hình nhà nước Trung Quốc sáng nay cho biết, 241 con sông ở 24 tỉnh của nước này đã tràn bờ, gây ngập lụt trong vài ngày qua. Cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo mưa sẽ rơi nhiều hơn trên cả nước vào cuối tuần, trong khi lũ lụt sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên. Mưa lớn và lũ lụt thường xảy ra ở Trung Quốc hàng năm, khiến cho hàng trăm người tử vong. Tháng đầu năm nay đã có một tỉnh thông báo cái chết của 150 người và 32 người khác bị thương. Tỉnh Cam Túc ghi nhận 12 người chết, 4 người mất tích và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa có thể vượt quá 300 mm ở một số khu vực vào cuối tuần này, đồng thời cảnh báo lũ lụt ở phía Đông Bắc và kêu gọi chính quyền tạm ngừng các hoạt động ngoài trời cũng như theo dõi các tòa nhà có nguy cơ bị sập. Trong khi đó, mực nước sông Dương Tử chạy từ Vân Nam đến Giang Tô và Thượng Hải trên bờ biển phía đông của Trung Quốc đã dâng cao, gây ngập lụt ở nhiều nhánh và đổ lượng nước khổng lồ vào hồ chứa Tam Hiệp. Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, hơn 10 con đường cao tốc ở tỉnh Tứ Xuyên hiện không thể tiếp cận do lũ lụt. Một cây cầu bắc qua sông Min, một nhánh sông Dương Tử cũng bị sập. Chỉ tính riêng ngày hôm nay, lũ lụt ở Tứ Xuyên đã gây thiệt hại khoảng 2,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 360 triệu đô la Mỹ. Theo cơ quan quản lý khẩn cấp, lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Cam Túc lân cận. Thành phố Trùng Khánh gần đó đã sơ tán hơn 80.000 cư dân. Mưa lớn cũng đã khiến sông Hoàng Hà chảy qua miền Bắc Trung Quốc tràn bờ, làm gián đoạn một phần của tuyến đường sắt ở tỉnh Thiểm Tây. Kính thưa quý vị, trong một chủ đề có liên quan ngày hôm qua vào lúc 19:30 trong một bản tin thời sự chính thống trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, đích thân người đứng đầu Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng nói rằng Trung Quốc đang gặp lâm nguy, toàn bộ 16 trên 31 tỉnh thành của Trung Quốc đang bị ngập lụt và chìm trong biển nước do mưa lớn kéo dài trong suốt hơn một tháng qua, làm cho hàng triệu người dân của nước này đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất.
ông Tập cũng kêu gọi các cơ quan, các ban ngành, lực lượng bộ đội, công an, dân quân cũng như người dân trên toàn đất nước hãy chung tay khẩn trương phòng chống lũ lụt, đồng thời yêu cầu quân đội nước này bảo vệ nghiêm ngặt đập Tam Hiệp trước nguy cơ bị vỡ. Ông cũng không quên nhấn mạnh rằng tình hình đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn bởi đầu năm dịch bệnh COVID-19 đã tàn phá nặng nề, nay lại đến mưa to, gió lớn, động đất, lũ quét, sạt lở liên tục xảy ra. Yêu cầu cả nước hãy coi sự nổi dậy của thiên nhiên là kẻ thù, bởi chỉ có như vậy Trung Quốc mới vượt qua được khó khăn trong giai đoạn này và con đập Tam Hiệp mới không bị các thế lực thù địch tấn công. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hình như người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, dường như đã biết sợ hãi trước sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời. Được biết, lúc đầu cầu mưa bão xảy ra, ông Tập hầu như không bận tâm bởi vì ông đang bận rộn cho công cuộc đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ các nước trong khu vực. Bởi ông nghĩ thiên tai chỉ là một chuyện hết sức bình thường và nó sẽ xảy ra hàng ngày. Nhưng ông không ngờ được rằng trong suốt thời gian qua, lượng mưa to và lũ quét thượng nguồn đập Tam Hiệp đổ về ngày càng dữ dội, khiến cho Trung Quốc không kịp trở tay. Đáng buồn hơn, đó là chuyện mưa to gió lớn trong những ngày tiếp theo không có dấu hiệu giảm nhiệt. Chính vì vậy mà hôm qua, ông đã phải trực tiếp lên tiếng và thừa nhận một sự thật rằng Trung Quốc đang gặp lâm nguy và mọi nguy hiểm đang bủa vây Trung Quốc. Cả nước phải đồng lòng, quyết tâm cao, nếu không nhiều tỉnh thành sẽ bị xóa sổ và mất mát rất nhiều. Thậm chí khi bão lũ đi qua thì sự khôi phục, khắc phục lại những hậu quả của nó tốn rất nhiều thời gian. Đây chính là lý do vì sao mà ông Tập đang rất lo lắng, mất ăn, mất ngủ vì Trung Quốc gặp những rối ren trong những ngày vừa qua. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Trung Quốc cho biết, hiện mưa to gió lớn trong một vài ngày tới vẫn tiếp tục tăng cao và không có dấu hiệu giảm nhiệt. Đây chính là lý do vì sao mà Trung Quốc đang rất lo lắng. Hiện cơ quan cũng đã đưa ra ban bố tình trạng khẩn cấp, cấp độ đỏ, cấp độ cao nhất. Tuy nhiên, một số người dân có điều kiện thì đã sang tránh trú ở một số nước láng giềng xung quanh mình. Còn những gia đình có người già và trẻ em thì đã đi về miền xa xôi như Mông Cổ và Tân Cương để lánh nạn. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất sốc khi hôm qua con đập Tam Hiệp đã tuyên bố từ hình truyền thông của Trung Quốc nói rằng đã làm hết sức mình nhưng vẫn không thể bảo vệ được con đập này nếu như tình hình mưa lớn không chấm dứt trong một vài ngày tới. Thưa quý vị, theo trang web chính thức của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, tính đến 14 giờ chiều ngày hôm qua, nhiều tỉnh thành phía Nam Trung Quốc đang phải chịu thảm họa do lũ lụt tàn phá hết sức nặng nề. Lũ lụt đang hoành hành tàn phá 27 trên 31 tỉnh thành và khu tự trị Trung Quốc như Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu, khiến cho 50,9 triệu người bị ảnh hưởng và 293 người đã chết và mất tích. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã đưa tin, do nguy cơ lũ lụt hơn 21 triệu người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 8.015.000 người phải cứu trợ khẩn cấp, 23.000 ngôi nhà đã bị sập và 269.000 căn nhà bị hư hỏng nặng bởi lũ lụt và lũ quét xảy ra, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lên tới 95%, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 69,59 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, các báo cáo chính thức của chính quyền nhấn mạnh rằng, so với mức trung bình của cùng kỳ trong năm vừa qua, số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã giảm 17%, người chết rồi mất tích do thiên tai giảm 50%, số lượng nhà bị sập giảm 75%, thiệt hại kinh tế trực tiếp giảm 23%. Nhưng các nhà quan sát cho biết, những thống kê trên của phía Trung Quốc không thể nào tin được, bởi vì trước đó 10 ngày, một kênh truyền hình của Trung Quốc nói rằng lũ lụt và mưa to, gió lớn, động đất sóng thần chỉ làm thiệt hại của hại người. Đây chính là lý do vì sao mà rất nhiều nước trên thế giới nói rằng không thể nào tin lời chính quyền Trung Quốc công bố được, bởi vì họ thường nói một đằng và làm một nẻo, giống như câu chuyện ở Biển Đông. Đích thân ông Tập Cận Bình đã hứa với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới rằng Biển Đông sẽ được êm đềm và Trung Quốc sẽ không đi gây hấn, gây gổ với các nước. Tuy nhiên, đằng sau lời nói của ông ta, Hải quân Trung Quốc liên tục cho bắn đạn thật, phóng tên lửa cũng như điều tàu chiến ra đàn áp các nước trong khu vực. Họ còn dám đâm chìm tàu cá của các nước trong khối ASEAN và đây là hành động đi trái với cả những lời hứa của ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà chúng ta không thể tin lời Trung Quốc nói. Thưa quý vị, chuyên gia khí tượng nhắc nhở rằng, kể từ đầu tháng đến nay, vùng trung lưu hạ lưu sông Dương Tử liên tục bị mưa lớn, vành đai mưa chính là duy trì ở khu vực này. Trong suốt nửa đầu tháng 1, lượng mưa nhiều so với cùng kỳ các năm trước.
đất đai gần như bị bão hòa nước, nhiều con sông mực nước đã vượt mức báo động đỏ, lở đất và lũ quét xảy ra thường xuyên. Ngoài ra, theo dự báo của ngành thủy lợi Trung Quốc cho biết, mực nước ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử và Hồ Động Đình, Hồ Tam Hiệp và Hồ Văn Dương, Hồ Thái Hà sẽ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới, trong khi mực nước các con sông đang ở mức báo động đỏ. Ở tỉnh Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô sẽ vẫn duy trì mực nước cao, áp lực phòng chống lũ lụt sẽ là rất lớn đối với cả chính quyền Trung Quốc. Trong khi đó, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc báo cáo rằng mưa lớn từ mấy ngày qua đã khiến ít nhất 72.065.000 người ở 56 huyện thuộc 12 thành phố trong tỉnh bị ảnh hưởng và 75 người đã thiệt mạng. Tỉnh Hồ Bắc đã phải di rời tái định cư khẩn cấp cho hơn 231.000 người, cứu trợ cứu nạn khẩn cấp hơn 397.000 người và 9.450 ngôi nhà đã bị sập, 7.639 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, thiệt hại trực tiếp lên đến 10 tỷ đô la Mỹ. Theo Ban Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc, kể từ đầu tháng đến nay, sông Dương Tử, lưu vực Thái Hồ và các khu vực phía Nam khác tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong lịch sử. Sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp cũng như là mực nước tại các hồ chứa cho Hồ Động Đình, Phàm Dương và các hồ khác mực nước liên tục dâng cao, một số con sông được báo động lên cảnh báo cao nhất. Đây là theo những chuyên gia hàng đầu trên thế giới nhận xét như vậy. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, sau 2 ngày nữa, vành đai mưa lớn sẽ tiếp tục bị đẩy xuống phía Nam một lần nữa cho đến Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Tình hình phòng chống lũ lụt ở Trung Quốc là rất nghiêm trọng. Còn theo trang Đa Chiều cho biết, với sự xuất hiện liên tục của các tin tức lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc trên toàn thế giới trong thời gian vừa qua, các giả thuyết cho rằng con đập Tam Hiệp bị biến dạng hoặc có thể bị vỡ nổi lên ầm ầm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ, xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.